Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn đó là in lá bằng chất liệu màu đông lạnh kiểu là tên là Cyanotri. Các bạn có thể mua cái màu này trên online nha. Đầu tiên muốn in được thì mình sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu đó là lá cây. Ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái lá mỏng nhỏ thì mình in nó mới đẹp nha các bạn. Đừng có lựa lá to quá, lá to thì một lá thôi, mình đừng có nhiều lá quá. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp cái màu này nha. Bộ dụng cụ màu crayon này thì sẽ có là một hộp màu, một cái đĩa và một cây cọ và dụng cụ đi kèm theo. Để mà mình sẽ in trên cái này, cái hộp màu này sử dụng được rất là nhiều luôn. Nó là hộp màu khoảng ở đây là bao nhiêu mil đây? Cái này hộp lớn là khoảng, nói chung là mình cô không thấy cái mil ở đây nhưng mà rất là to, mình có thể sử dụng rất là nhiều. Trong đây thì nó sẽ có cái bọc như thế này, cái này là cái tập dề nha các bạn. Mình sợ màu văng lên áo hoặc là gì đó, mình sẽ đeo nó vào để nó không bị dính vào áo. Trời, cái tập dề nó mỏng ghê luôn á. Sau đó tiếp tục là nó sẽ có hai đôi găng tay để cho mình sử dụng được nhiều lần. Mình sẽ sử dụng găng tay để bao lại để pha màu nha các bạn. Tại vì màu này là màu cũng là hóa chất á, nên mình sẽ kỹ kỹ một xíu. Cái này giống như là in ảnh hồi xưa á các bạn. Hồi xưa người ta không có máy in á, người ta sử dụng cái này để người ta in trắng đen ra đó. In hình cũng được nữa, các bạn in một cái lớp hình, sau đó các bạn lớp quét màu này ở dưới, sau đó các bạn up lên. Đây là hai cái phẩm màu, một chai màu đậm nâu đậm và một chai màu nâu nhạt kiểu màu nâu vàng á, và một hai cái ống hút và một hai cái cây que để trộn màu lên. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là đeo găng tay vào. Các bạn sẽ lấy hai cái hũ màu ra, các bạn lưu ý là đừng có để ánh sáng trực tiếp vào trong màu của mình nha, nó sẽ bị màu của nó sẽ bị ảnh hưởng và khi mà mình làm nó sẽ lên màu không đẹp. Mình sẽ cho là hai dung dịch này với mỗi một dung dịch nó sẽ là tỷ lệ 1:1. Ví dụ như là một ống này dung dịch màu nâu đậm thì một ống dung dịch màu nâu nhạt để mình trộn lên. Trước tiên khi mà mình lấy màu, mình sẽ bóp cái đầu ống này xuống và mình chọt vào trong cái hộp, cái lon lọ dung dịch này, thì mình sẽ buông cái ống nó ra, ống hút nó ra, nó sẽ có vào trong và mình chia tỷ lệ coi xem hai ống này nó đã bằng nhau chưa. Nếu bằng nhau rồi thì mình sẽ cho vào trong đĩa. Các bạn muốn nhiều thì các bạn sẽ cứ thế mà làm hai bước ba bước nhiều lần để có cái hỗn hợp dung dịch nó có tỷ lệ bằng nhau giữa hai dung dịch. Mỗi một ống mil như thế này các bạn có thể làm được một tờ giấy A4 nha, phủ hết một lớp tờ giấy A4. Còn ở đây mình sẽ làm hai tờ giấy A4 thì mình có thể cho hai lần dung dịch khoảng bao nhiêu mil ở trên cái màn hình của cô. Rồi bây giờ mình sẽ trước khi mình trộn màu mình in thì mình nhớ cho cô là mình cần là đậy màu cho nó thật kỹ lại. Để thôi là khi mà ra gió hoặc nắng gì đó, màu của mình nó còn dư lại nó sẽ bị hư và lần sau mình làm nó sẽ không lên màu rõ ràng được. Rồi bây giờ mình sử dụng cái hai cái cây màu xanh lá để mình trộn đều. Sau khi trộn đều xong rồi mình sẽ sử dụng cây cọ to, mình chấm vào cọ và mình quét lên tờ giấy mình đã chuẩn bị, cái tờ giấy cứng là được nha, tờ giấy vẽ bình thường cũng được, đừng mỏng quá. Các bạn nhớ lưu ý mình đừng quét nhiều nước quá, mình quét một lượt sơ và mỏng thôi. Nếu như nhiều nước quá các bạn phải để cho nó thật ráo rồi các bạn mới tiếp tục cái bước thứ hai. Mình đặt những cái lá cây, những cái bông hoa của mình lên, và các bạn lưu ý là mình đừng có đặt mà dính vào nhau hoặc chồng lên nhau nhiều quá cũng không được, nhiều quá nó sẽ không có cái màu nền, nó kiểu là toàn là lá cây không, nó không có đẹp nha. Mình sẽ quét một lớp mỏng qua, sau đó mình sẽ đặt sắp xếp những cái lá cây mà mình đã chọn, mình đã hái lên trên cái tờ giấy mình vừa vẽ một lớp nền màu xanh. Nhớ là các bạn đặt lên, và sau đó nếu chỗ nào mà các bạn nhỡ mà quét mà lớp nền nhiều nước quá, các bạn có thể để cho nó ráo một xíu nha, chứ đừng có nhanh quá. Các bạn, cái bài này thì mình sẽ lựa lá nhỏ, cành nhỏ và nhiều lá, nhiều cành lên. Các bạn để lên nó sẽ đẹp hơn là các bạn sẽ lấy một cái lá to thì nó đơn điệu quá. Nhưng mà đơn điệu mà mình cho nhiều lá quá thì nó sẽ kín hết, nó không có cái chỗ mảng đậm, mảng nhạt của mình. Sau khi xong cái lớp đó mình sẽ đặt một cái tấm kính BK lên phía trên. Lưu ý là ở phía dưới cũng có một tấm BK nha các bạn, đó là hai tấm BK. Các bạn kẹp lại, dùng cái kẹp, các bạn kẹp hai góc hoặc là từ trên xuống hoặc là ít thôi, các bạn đừng có để cái kẹp kia vào trong nha, kẹp bốn góc cho cô. Sau khi mình kẹp xong rồi mình sẽ mang ra ngoài nắng phơi khoảng 15 phút, nhìn thấy cái bài của mình nó đã ráo nước, nó đã khô rồi,
thì các bạn sẽ mang vào bồn nước để rửa nha. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ để yên như thế này, có ánh nắng trực tiếp vào trong cái bài của mình cho nó khô nha. Khi nào mình quan sát mà mình đi thăm mà nó đã khô hẳn cái tờ giấy, mình sẽ đem vào trong cái bồn nước. Ở đây mình phơi và mình vào trong cái phần lượng màu mình còn á, mình sẽ tiếp tục mình lấy tờ giấy và mình làm các bước giống như lúc nãy, và cuối cùng là mình sẽ đem qua ngoài nắng mình phơi lần tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ mang cái bài này đem ra ngoài nắng, ánh nắng phơi, và mình xem cái bài trước của mình đã khô rồi thì mình sẽ mang vào bồn nước, mình gỡ những cái kẹp ra và mình xối nước một lượt qua cho nó trôi phần dung dịch màu còn lại phía trên, và mình đem vào để cho nó khô, thì nó sẽ ra sản phẩm màu dung dịch màu xanh lam mình mong muốn. Đây là một cái kỹ thuật in mà lúc trước khi mà không có màu in, không có máy in thì họ sẽ sử dụng kỹ thuật màu như thế này để in hình ảnh. Và hôm nay mình sẽ trải nghiệm nha các bạn, in như lá cây như thế này. Cái này mình có thể ứng dụng là trang trí, là bao bìa sách, hoặc là làm thiệp chúc mừng, hoặc là mình có thể đóng khung để treo lên trên, làm bức tranh, treo phòng khách trưng bày gì đó, tùy các bạn. Các bạn nhớ là các bạn sẽ rửa một lớp qua là được nha. Và sau đó mình sẽ đem vào trong bàn để cho nó khô, nó ráo là được. Và mình sẽ tiếp tục là xem cái bức tranh kia nó đã khô chưa. Mình cũng tương tự như vậy, và mình lấy vào mình rửa một lớp và mình để yên cho nó khô. Đây là cái sản phẩm mà đã rửa rồi. Nó sẽ có một màu xanh lục rất là đẹp luôn. Thank you.